Kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh, tôi là Đoàn Thanh Hiếu, người trực tiếp đứng quay. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con một cái thương hiệu vô cùng xuất sắc, vô cùng nổi tiếng đến từ Anh luôn. Maxi Fusion 6255. Vâng, cabin máy lạnh luôn, chúng ta thấy rất là hoành tráng luôn. Rồi, đây là bánh trước nó đây. Các cái hoa văn của nó rất là đẹp luôn. 12.428 là cái thông số của cái bánh trước. 12.428, chúng ta thấy là gai ốc bích của nó lúc nào nó cũng đẹp như thế này, lông lá là còn nguyên luôn. Đây động cơ nó đây, động cơ có 4 máy, con này có 89 mã lực loại 2 cầu, con là số cơ luôn. Có ba cái đất thang đi lên, 1, 2, 3 ba lên đi lên. Đây là cái cabin máy lạnh ở đây, quá trời mát luôn, rất mát luôn. Nó giống như là một cái biệt phủ mà xây theo kiểu nhỏ vậy đấy. Đây quá đẹp sắc luôn. Rồi bây giờ chúng tôi đi lên trên nhé. Đây chúng ta đây. Nó có thiết kế rất là nhiều cái để chúng ta phục vụ cái mục riêng. Đó ok, quá xuất sắc luôn. Giống như là một cái căn biệt thự mà thu nhỏ ở bên trong vậy. Đó ok luôn. Đây là đồng hồ của đó, quá xuất sắc. Đây. Con này thì nó quá xuất sắc, quá tuyệt vời luôn rồi thưa tất cả quý anh chị em, bà con, cô bác chúng ta. 6255, 89 mã lực là 2 cầu, số cơ, trợ lực tay lái luôn, động cơ 4 máy. Đây chúng ta thấy, đây là cái bánh sau, nó to hơn, nó cao hơn một người lớn của trưởng thành luôn. 18.428 là cái thông số của cái bánh sau. Chúng ta thấy là nó rất là cao to luôn, nó cao khoảng 1m7, mâm móc vít lúc nào cũng đạt một cái tiêu chuẩn nhất định. Đây, từ phía sau chúng ta mới nhìn lên chúng ta thấy nó đồ sộ, nó tuyệt vời như thế nào. Ở đây là phía sau nó đây, những cái thanh kiếm của nó quá trời khủng khiếp luôn. Đấy, cả bánh nó vít là chúng tôi lúc nào cũng đạt một cái tiêu chuẩn nhất định để trước khi bánh nó vận hành chúng ta không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, bánh lúc nào cũng đạt một cái tiêu chuẩn rất là cao luôn. Tôi sẽ đi qua phía bên phải con 6255 này nhé. Đây là cầu trước của nó đây, rất là xuất sắc luôn. Đây là cái đầu nước Maxi Fusion. Đây là chúng ta thấy công số của nó quá khủng khiếp. Đây là công số của nó. Chúng ta thấy đó, chợ ông phố của nó là vô cùng khủng khiếp luôn. Hoàn toàn là không có khói đâu nha bà con, con đấy.
đó là Bơn Kinh 3 4 1 1. Tôi chính lại đây là con mẹ Si Vego Xanh, một cái 6255, một cái thương hiệu rất là xuất sắc đến từ Anh. Con này có 89 mã lực, loại 2 cầu, con là số cơ, có trợ lực tay lái luôn, động cơ 4 máy. Chúng ta thấy công khối của nó quá khủng khiếp luôn, không có khối luôn. Trong nội dung video này chúng tôi giới thiệu bà con một con máy duy nhất thôi, đó là con mẹ Si Vego Xanh 6255. Nó thiết kế một kiểu dáng rất là đẹp cho chúng ta để chúng ta thoải mái sử dụng luôn. Bây giờ tôi đang đi ở phía sau, ta thấy cái bánh nó bên phải rất là to khỏe luôn. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Rồi, chúng ta có thể lên tham khảo rất là nhiều con máy khác nhau. Hôm nay chúng tôi giới thiệu bà con là con mẹ Si Vego Xanh 6255. Nó thiết kế một cái dạng rất là cao, đời mới. Chúng ta thấy ống khối của nó rất là to khỏe luôn. Rồi, cảm ơn quý anh chị em, bà con, cô bác đã theo dõi kênh YouTube của chúng tôi rất là nhiều. Quý bà con vui lòng đăng ký và có nút màu đỏ, cũng như cho chúng tôi một like. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến bà con những cái thương hiệu xuất sắc nhất đến từ Nhật, Anh, Mỹ. Quá ok, quá tuyệt vời luôn. Rất xuất sắc luôn, đến từ Nhật, Anh, Mỹ. Vâng, đây là toàn bộ cái hệ thống cái con Messi Vision 6255 đây. Nó thiết kế một cái đầu nó chứa chúa giống như những cái xe đua công thức 1. Nó rất là xuất sắc luôn thưa bà con. Bánh ốc vít là chúng ta tôi lúc nào cũng để cho bà con xem một cái đẹp như thế này luôn. Gai mâm ốc vít đâu đầy đủ hết, gai gốc là còn nguyên luôn, bà con thấy. Rồi một nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý bà con rất là nhiều luôn. Con này là một cái tuyệt phẩm luôn, không có chê bất cứ thứ gì luôn, quá xuất sắc luôn. Đẹp Si Vego Xanh 6255. Chúng tôi không muốn rời mắt khỏi con này, nó rất là đẹp luôn. Mẹ Si Vego Xanh 6255. Rồi, trân trọng cảm ơn rất nhiều bạn lại.